Ban sáng đó, sau khi nghe câu chuyện mà của người thầy dạy học cho ma đó cả nhà, thì thực sự thấy được cái gì trong đó mình cũng không có dám mở đèn nữa nha. Tại vì lỡ như mình thấy được thầy đó rồi mình rọi đèn vô thì thấy chạy nữa. Đây là video được chứng minh luôn là thầy có dạy vào ban đêm hay không. Đó, có tiếng cả nhà, có tiếng. Dạ, Vũ xin chào quý vị của chú anh chị, chào mừng quý vị của chú anh chị đã quay trở lại video tiếp theo của Vũ. Hiện tại Vũ đang có mặt ở Quảng Ngãi cả nhà. Sau khi tìm hiểu rồi tìm được tới đây thì Vũ biết được là có một chú là ở trong này cả nhà. Chú một mình ở trong này mà Vũ phải gọi là thầy mới đúng. Tại vì trước đây là thầy từng sống như người bình thường và có thời gian làm thầy mười mấy năm cả nhà. Người dân ở đây chia sẻ là trước đây thầy dạy rất là giỏi, nhưng mà có cái việc là sau khi một đêm á cả nhà, là thầy gặp một cô gái áo trắng, là có người thấy luôn, là nên thầy bị vấn đề về thần kinh đó. Xong rồi thầy vào trong nghĩa trang này, thầy sống được cả nhà. Rồi vào ban đêm ấy thì thầy dạy học, cái tiếng dạy học của thầy á không phải giống như hồi xưa nữa, mà thầy dạy nó làm sao ấy, là mọi người kể nó ghê lắm. Nói chung là mình chưa có gặp trực tiếp vì cái lúc mà thầy dạy nên đâm ra mình không có biết cả nhà. Mà cả nhà cũng thấy nè, cái nghĩa trang ở đây rất là ghê, dường như là có rất là nhiều ngôi mộ như thế này, là cả nhà, là có bia mộ cả nhà. Chỗ này cái bia mộ nằm ở trước, nhưng mà đây cả nhà, lâu quá rồi thậm chí là không thấy tên tuổi luôn. Thì người dân ở đây á, khi mà Vũ hỏi là cái chú đó thì đa số mọi người đều biết, nhưng mà họ lại không muốn lên video cả nhà. Nói là chú sống mình ở đây là sáng chú đi gom rác rồi đem về trong cái trang như thế này nè, rồi chú sống mình ở đây, ai dường như là ai muốn cho chú đồ hay là lại gần chú không có được cả nhà. Chú đi nhặt rác nè, nhặt những cái đồ mà còn xài được á, chú đem lại về cái chỗ nơi mà chú sống. Khu này dường như là có rất là nhiều ngôi mộ mà không có bia rồi, rất là nhiều luôn. Đây có mấy chú đang xây mà không biết là mấy chú thì ở đây rất là vui cả nhà. Mấy chú chỉ là giỡn này nọ nhưng mà lại không muốn lên máy quay, khó mà tiếp cận với mọi người được. Mọi người ở đây thực sự là rất mà muốn để mà để quay mọi người cả nhà, rất là khó. Dường như là họ không muốn lên máy quay, rồi họ nghĩ mình là cái khu này quy hoạch này nọ hay gì đó, không biết thì chắc là do trang phục của mình. Thì vô thăm chú thì mọi người kể là chú rất sợ người, dường như là không tiếp xúc gần được chú luôn cả nhà. Như là bên kia là cũng thấy có ai cũng bẩn rồi, có người cả nhà, khu mình đó có người, không biết chú ở đâu ta. Không lại chú ở đó ta. Nãy giờ mình quên mất gọi là thầy phải đúng. Mà cả nhà có để ý không, là những cái nghĩa trang ở đây ấy, là cái nghĩa trang này nè, nó Vũ thấy rất là khác với cái nghĩa trang ở dưới những nơi mà chỗ mà Vũ từng quay đó cả nhà. Đây nè, cái này là cái gì ta, có cái vòng tròn đêm lễ, đây là một cái ngôi mộ ta. Cái nơi này là chắc nghĩ là hốt cốt rồi nè. Trước khi Vũ vào đây thì người ta có nói là đi để ý một chút xíu, tại vì nơi này có rất là nhiều cái nơi mà có cỏ vậy nè, đó nhìn vậy thôi mà một khi mình bắp chân một xíu là có thể lọt xuống cái hố mà người ta có được hốt cốt. Tôi nghĩ là như chỗ này cả nhà. Ta nói là thầy sống một mình nè, khi gặp người là thầy chạy,
dường như là thầy chỉ ăn những thứ mà người ta cho thầy thôi, giống như để xa ấy. Người dân ở đây nói là để đồ ăn xa thì thầy tế thầy lấy, chứ thầy không tiếp xúc gần với con người đó. Rồi thấy rồi cả nhà, đúng rồi đúng rồi, thầy trong đó nha. Đó đúng rồi đúng rồi, cái người mà nãy vụ zoom gần đó cả nhà là thầy đó, đây nè, ở khúc này cả nhà, người đồ ăn lá giữa màn hình đó cả nhà, mang thầy ít trái cây để mà nói chuyện với thầy xem có được không nha. Đúng rồi, cái nhà mình đồng hành của Vũ nha. Ây da, trời ơi, cái này như là nhìn giống như cái khu tập trung của rác á cả nhà. Nhưng mà cả nhà để ý kỹ nha, không phải tất cả những thứ này là những thứ mà hoàn toàn không sử dụng được cả nhà, còn tái sử dụng cũng được. Không có những cái rác như là những cái đồ ăn hay là con mèo ở đây nè, nhớm nhớm nhất à, kiểu như rác đồ ăn cái nhà, rác thải ấy. Này đa số là những áo rồi nhựa rồi bọc bao có gạo muối nè cả nhà. Trời nhiều lắm. Ở bên này là cái gì mà thầy che lại đây vậy ta? Chỗ nào? Thầy đi theo thầy, thầy sợ thầy đi mất nữa. Rồi hoang. Ây vô. Trời nhiều lắm cả nhà. Đây nó nghĩ là khu tập trung rác cũng được nữa. Mình mới thấy thầy ở đây mà. Vì cũng nghĩ là cái chỗ này là nơi thầy ở đó cả nhà. Như thầy đi mất tiêu rồi sao ấy. Đây là của thầy nè. Mà sao thầy đi đâu rồi ta? Mới thấy đây mà. Sao lại ngủ cái bụi tre thế này ta? Đừng đi lò ở đây nhiều. Mình nghe tiếng của thầy bên này cả nhà. Thầy đang thay đồ cho tắm rửa cả nhà. Mình đợi chút xíu đi. Chút xíu không được. Chút xíu nói chuyện với thầy. Thầy nói cái gì trong này nè. Mà thầy đang thay đồ, không có lại gần thầy được. Nhưng thầy cũng trên cái mộ luôn nè. Ôi, lúc thầy tắm rửa rồi, để chút xíu đi. Kiếm là mình ngồi rồi. Các bạn quay lại, mình nói chuyện với thầy xong nha cả nhà. Ây vô, thầy đang tắm. Tắm phải cái chai vậy đó cả nhà. Ây vô. Nước thì dùng nước mưa hả? Thầy dùng nước mưa đi. Chi khổ người ta. Thầy không có vợ con gì hết. Vũ thì Vũ biết là thầy không có vợ con. Thầy thường dùng một cái bảng cả nhà. Đây, trái cây. Để nó rớt. Thì bên này đi. Thầy dùng cái bảng để thầy kiểu như lại học dọc ấy cả nhà. Nhưng mà có những lời đồn như vậy nè cả nhà, là khi mà Vũ hỏi về thầy ấy, là mọi người nói là vào ban đêm thầy hay dạy học và dạy cho ai, thì dường như là không ai thấy thì dạy cho ai hết. Đợt đó là có đi chung một đoàn người luôn, là kiểu như họ không tin là thầy dạy học trong này đó cả nhà. Và ban đêm á thì họ thấy được thực sự là thầy đang cầm cái bảng, thầy biết chữ rồi thầy dạy học. Và cái người phải nói sao ta, cái người mà theo ông bà mình hay nói là nhẹ bóng vía cả nhà, là thấy có một người phụ nữ bận đồ trắng đứng kế bên thầy, và cái hướng mà thầy đang dạy là rất là nhiều trẻ em, nhưng mà trẻ em ở trong khuôn cái trang thứ nhất nè, thứ hai là một mình người đó thấy, mấy người kia không thấy, thì cả nhà biết cái trẻ em mà nhắc tới là gì rồi ha.
thầy đang dạy cho vong linh đó cả nhà. Sống một nơi thế này mưa gió sao ta? Khúc này là có ngôi mộ, bên kia cũng có ngôi mộ luôn. Vậy thầy ngủ ở đâu ta? Nắng cái nhà, thật sự là cái nắng ở dưới ở trên miền Trung của mình á, nó rất là gắt. Đi xíu là thấm mệt rồi. Người vũ hết trơn cái nhà. Thầy về tắm hơi lâu. Chắc vụ đợi tắm xong rồi vụ thử là bắt chuyện với thầy mà. Mọi người nói là thầy rất là sợ người. Thấy người là thầy chạy ra, thấy người là thầy chạy ra cả nhà. Cái này bị che bị tầm dông ta, chiếc tầm dông quá, cái cây bự quá cả nhà. Cây này cái gì không biết luôn á. Thầy cũng đang hát bệnh cả nhà. Chắc là khi mà ở trong cái mic đó thì video chắc không nghe đâu, tại vì cũng xa á. Lát nữa mình tiếp cận lại thầy như thế nào, xem thầy có sợ người hay là thầy có bình thường hay là thầy có những triệu chứng gì hay không. Thầy ơi, thầy nói chuyện với ai ta? Thầy ơi, thầy nghe rõ ràng để nói chuyện với anh đó cả nhà. Thầy đâu ta? Đứng sau này cả nhà, hết luôn. À bên này. Thầy với con nói chuyện với thầy xíu được không ạ? Con người ở đây nó cái gì? Nhưng người ta làm mộ làm mã hay sao ấy? Không ai được. Đây là cái nhà, mộ gốc này nè. Thầy cũng nói chuyện được bình thường nha. Mà cái chuyện gì thầy không trả lời, nó vậy như ở đây không thấy được nha. Còn cái lỗ ở đây nè, thầy thấy được thầy mà sao nữa. Mình không muốn biết lại còn sợ thầy bỏ chạy cái nha, đứng từ xa mình kêu trước không thấy được, trên camera không thấy được. Cái đường này đi vô không được rồi nè, đi bên đường này thôi, nhưng mà cái bên này thì đi vô là sợ kiểu như là người mà tinh thần không được bình thường ấy nha. Mình lại gần với họ không có đường chạy ấy. Là họ sẽ hết thấy đâu thế, hết thì mới ngồi lên. Đi đâu rồi ta? Thầy. Không trả lời ta, thầy ngồi trong đó mà. Thầy mới thấy mình chạy đi đâu nữa cái nhà. Thầy ơi, thầy ơi, con tới nói chuyện với thầy xíu thôi, không hết đổi cho thầy nè thầy. Ủa, bên này có đường đi luôn hả?
núp thuốc trong cái nhà. Đây nè, thầy núp thuốc trong rồi nè. Thì trốn đi tiếp rồi cả nhà, cầm cái bao thì đi tiếp rồi. Khổ quá, mình sợ lại gần thầy quá, thầy chạy như vậy đó nên nãy giờ mình ở ngoài thôi, không có dám vô. Chắc mình để lại cái bao, bao trái cây này lại cho thầy quá. Chỗ này chỗ thầy nghỉ nè, biết để đâu ta, chắc để đây đi. Thì lát nữa tối buổi sẽ quay lại để nơi nào thầy sẽ thấy ta. Tối mình sẽ quay lại cái nha, để mình xác thực xem tối thầy có dạy học hay không, hay thực sự thầy có ở đây hay không. Nếu mà thầy ở đây thì chỉ chấm 100% là thầy sẽ ngủ lại. Chỗ để không được, có cái nơi thầy về ấy nhất ở đó, để nơi thầy về thấy đi. Thì cho này chắc thôi cả nhà, mình sợ lại gần thầy thì thầy lại chạy. Hồi nãy thầy ngồi góc đó là không thấy mình được, mình thấy thầy thôi. Đúng như mình nghĩ luôn, mình lại gần là cái mình sợ nhất là thầy mất tiêu luôn. Thầy đi bọc qua đây cả nhà, đi qua tới bên này nè, mất tiêu rồi. Con để trái cây ở đó nha thầy, con để trái cây ở chỗ thầy nghỉ ấy. Khổ quá cả nhà, thực sự là để quay một trên một cái vùng mà như thế này không có dễ. Mình đi kiếm những câu chuyện này thực sự là mấy ngày rồi cả nhà, kiếm ra nơi này ấy cũng mấy ngày rồi đó. Cái nắng như vậy nè cả nhà, rất là mệt. Để mà tiền của thầy cũng rất là khó cái nha. Ngồi dưới ở đây thì họ thấy mới quay, là thứ nhất là họ không biết, thứ hai là họ không muốn quay. Thì thực sự mỗi khi quay cái video ở đó tôi cần chịu sự cho phép của những người đó, là thầy, là thực sự là mình muốn nói chuyện với thầy trước rồi mình xin phép, nếu mà thầy không cho thì mình lấy. Nhưng mà có vẻ như là tinh thần của thầy không được ổn định cái nha. Hồi nãy là khi mà Vũ đi vô là thấy thầy hút rác. Chắc tối vô quay lại quá. Chứ mà như vậy thì không ấy được. Thì còn nếu mà tối quay lại xin thầy có dạy học một đêm hay không, thầy cái 100% là thầy ngủ lại chỗ này hay không, thì Vũ không dám tưởng tượng được cái nơi này ban đêm cả nhà. Và buổi sáng có người thì đỡ, chứ đêm buông xuống nữa. Thực sự mình không dám nghĩ luôn. Thôi cái tối quay lại cả nhà. Khó quá, khó tiếp xúc thầy quá. Cái nhà, lúc hồi ban sáng đó, sau khi nghe câu chuyện mà của người thầy dạy học cho ma đó cái nhà, thì thực sự phải nói là Vũ rất là muốn chứng kiến cái sự việc này thì trong ngày hôm nay luôn cái nhà. Đây, hiện tại là đang là 21 giờ 14 phút. Vũ tính là đi lúc nửa đêm nhưng mà thực sự là còn phải nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục quay những cái video khác nữa. Đó, nên ra là phải đi vào thời gian bây giờ cái nhà. Và đặc biệt cái nhà thấy đây nè, cái nghĩa trang ở đây hoàn toàn rất là khác biệt so với những nơi mà Vũ đã từng quay, cũng giống như là những nơi mà Vũ đã từng lên video của Vũ đó cả nhà. Cái nơi này chỉ nhìn vô thôi là bắt đầu là nổi hết da gà. Đây Vũ nổi hết da gà luôn, đây nè đó. Nhìn nó tuy là ít mộ cả nhà, nhưng mà thực sự nó tạo cho mình một cái cảm giác là rất là ghê. Hồi sáng ấy, nhưng mà thực sự á, Vũ không có hình dung ra được đã đáng sợ cái này cả nhà. Thì hiện tại là có một chú ở Quảng Ngãi luôn cả nhà, là ở cũng gần cái khu vực mà cái nghĩa trang này luôn, nên là Vũ nhờ chú quay cho Vũ sẵn, nếu mà lúc khi trên đường đi á là có gì là Vũ sẽ hỏi chú đó luôn. Đây cả nhà. Wow. Ồ, ủa chú ơi, sao cái mấy cái trên này nó mộ nó trời, cái giống như cái mộ vậy ta? À, mấy cái mỏ này à, cháu, thì mấy cái mỏ này là có nghĩa là mấy cái mỏ này là mỏ không có thân nhân,
Dạ. Và những khu nghĩa địa ở ngoài này á, thì có nghĩa là người ta không, những năm chiến tranh rồi đó, những khu này nó không có thân nhân. Vậy người đó. Ta những cái như ra có người ta hay lòng cúng những mỏ thân nhân cho những người khóc á, là người ta làm một cái đình cái miễu á, là cứ hàng năm là người ta làm một cái lễ cúng của đình cái miễu những cho những người không có thân nhân á. Dạ, là giống như là ở trên thành phố Hồ Chí Minh đó cả nhà, là chú nói như vậy là Vũ hiểu sơ rồi, giống y chang là những cái mộ mà hồi thời chiến á, là không có người thân và là không có biết được đó là ai luôn đúng không chú? Ờ à, đúng rồi, đó đúng rồi. Có dạng như những là mộ mộ đất mà hồi đợt có mấy video mà Vũ quay đó. Thì những năm chiến tranh rồi đó, thì người ta đã khuất rồi thì không còn người thân nhân, người ta làm những cái mỏ như thế này. Được rồi, ở khu vực này cả nhà, cái họ xây những cái mộ nhìn rất là kỳ cả nhà, không có giống như là những cái ngôi mộ trên kia. Cũng như đây nè, ở đây năm 1962 rồi tới bây giờ luôn thì họ chỉ đắp xi măng sơ đây, mà ở dưới này á là giống như là phần cuối, ở trên đó là phần đầu, ở phần bia đó cả nhà. Đó, nó làm sao ấy mà đi vô khúc này thì nó rất là sợ. Ủa chú, vậy là cái con đường mình đi theo cái đường mòn này đi vô trong này đúng không ta? Đi vô này là vô cái nơi của thầy giáo đúng không chú? Đúng rồi, vô thầy giáo. Hôm ra là lại là con muốn chứng thực là cái việc mà thầy giáo á là dạy học ở đây ban đêm cho các gọi là vong linh đó cả nhà. Đó, là đi đường này đúng không chú? Thầy dạy trong này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, ốc ma cả nhà, ốc ma bự lắm, ở đây ốc ma rất là bự. Nhưng mà chú dạ trong này không có nghĩa địa là đây là lâu đời rồi, hàng cả trăm năm rồi. Dạ, là cái nghĩa trang này là cả trăm năm rồi. Đúng rồi. Thì chú thì dân mà hồi lúc mà ở đầu video cái nhà, thì chú dạy ở đây ấy, là cũng mấy năm trời ấy, một người bình thường mà, xong sau đó là không biết vì lý do gì rồi bị cái phải nói là sao ta, là gặp cái phụ nữ áo trắng đó cả nhà. Đó, thì ở đầu video chắc cả nhà cũng xem hết rồi. Không mà càng đi sau cái nơi này lạnh quá ta, càng đi qua sông cảm giác như nổi như địa này, nơi này tâm linh mà. Tâm linh đây nhiều đúng không chú? Đúng rồi. Thì sau cái đợt mà Vũ cầm cái nắp bắn hòm đó cả nhà, thì đây phải nói là lần đầu tiên mà Vũ đi vào ban đêm như thế này. Vũ muốn có quay tâm linh cả nhà, nhưng mà đó cả nhà nhìn nè, một nơi như thế này, một nơi lạ, một nơi phải nói là mình chưa từng đặt chân tới. Không phải là như những cái nghĩa trang mà của người Kinh như ở trên mình à, ở đây cũng có những một người dân tộc, và đặc biệt nhất là đây dường như là một bãi tha ma, là nơi mà phải nói là chôn những người mà dường như là không biết tên biết tuổi, không có người thân, không có bất cứ cái gì hết cả nhà. Ở đây vừa mới mưa nên cái phần cỏ nó hơi ướt đó. Mình đi bên này hả chú? Đúng rồi. Bên này đi dọc qua bên kia ha? Đúng rồi, đúng rồi. Kéo con đường mòn á. Dạ. Ồ, cỏ, tính ra cỏ ở đây cũng mọc nhiều chứ, ở đây có cái gờ này chứ. Đúng rồi. Nhiều khi mấy cái gờ đó là người ta giờ người ta tìm ra có những cái thân nhân của họ. Cả nhà nhìn nè. Ở đây nè. Dường như là nếu mà không để ý á, là mình sẽ dẫm và bước lên những cái ngôi mộ của người ta luôn cả nhà. Đó, nó giống như những ngọn đồi sắp xỉ kế bên nhau vậy cả nhà. Có cả nhà thấy không? Trời ơi, nó dường như là lấp kín hết cả cái vùng đất này luôn ấy. Rất là nhiều những ngôi mộ ở đằng xa này cũng có nữa cả nhà, quá trời luôn. Thực sự là không thể nào mà tưởng tượng nổi. Ủa, ở đây là có gì chú? Bên này. À, bên này hả? Dạ, cái chỗ đèn của con. Ôi trời, nó chú hái khổng. Trời, cái gì chú biết không? Đây nè. Đó hả? À, đó là những cái bộ mà có chủ rồi á. Người ta làm cái gì vậy? À, đúng rồi. Cái đây nhà mỏ. Con thấy nè. Con thấy có cái mỏ, cái gì cũng nhóm y chang cái này. Đa số ở đây là mộ bằng đất thôi cả nhà. Nhưng mà
phải nói là rất 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 là nhiều. Còn bên này á, rồi những cái nghĩa trang ở bên này á, thì hình nó rất là ghê đó nha. Tại vì hình thuộc thời mà trắng đen á, Vũ chắc sẽ không có quay cái phần mà hình ở đây, thực sự là rất là ghê. Và Vũ cũng không có chắc là mình sẽ hoàn thành cái video này được hay không, là có thể gặp được thầy hay không. Tại vì nếu như cái nhà có từng xem video của mình á, thì cái nhà cũng sẽ biết rằng mình là một người rất là sợ, sợ những việc tâm linh này cả nhà. Đó, mình rất là nhát luôn. Dù có người đi cùng đi chăng nữa thì cái việc mà đi vào những nơi thế này vào ban đêm á, phải nói là thực sự là không an toàn và không có nên. Đối với ý kiến của mình thì cả nhà thông cảm cho mình, tại vì càng đi vô sâu á, thì mình sẽ thay đổi cái xưng hô để không có gọi tên của mình ra, để tránh cái việc mà khi mà đang quay á, là có người kêu tên của mình lên rồi mình nghe mình trả lời lại rồi mình bị cái vấn đề gì đó. Cả nhà có thể hiểu nha, mình không nói đề cập sâu về cái này. Tại cái phần này là mỗi người là có một cái cách suy nghĩ nó khác nhau, cũng giống như về tôn giáo cũng vậy, rất là nhiều luôn. Ở đâu ta? Bên kia đúng không chú? Đúng rồi, theo con đường mòn ở đây. Dạ, nhưng mà bữa nay trời nó mưa quá nghe, đi cẩn thận nghe. Ở khúc này đó cả nhà, thì bên kia là đường lộ, nên ra là sẽ có người, cũng rất là nhiều người, thời gian thì họ nghỉ ngơi rồi ăn uống á, tụ tập lại đó cả nhà. Đó, sát bên đường lộ nó cũng đỡ, khi mà nhìn vô trong này á, không á, thì không sao, mình sợ đi, mình quay qua bên này á, thì cảm giác đỡ sợ hẳn cả nhà. Đây là lần đầu tiên phải nói là mình dám đi một nơi mà mình chưa có tìm hiểu sơ qua, chỉ mới nghe qua cái câu chuyện của mình đi luôn á cả nhà. Ôi, dường như là nguyên cái cánh đồng luôn chú ơi. Đúng rồi, nghĩa địa này, đó. Thì nghĩa địa này thì không, khu vực đây là không có những mỏ như thế này, là không có thân nhân. Dạ, không có. Người ta ụ ụ như thế. Dạ, rất là nhiều quá nha, giống như những cái hòn đảo nhỏ mà nằm trên một cái miếng đất lớn vậy cả nhà, nó u lên thôi. Nếu như mình không biết thì mình có thể đạp lên bất cứ lúc nào. Nhưng mà đi cẩn thận em, chứ không phải đi ấy cái là những cái mỏ hồ hút cốc á, hút cốc rồi hả chú? Ừ, những mỏ là giống như cái này đúng không? Đúng rồi, giống đúng rồi, cái lỗ này đúng không? Đúng rồi, cái lỗ đây. Đây nè, có cái lỗ ở đây nè cả nhà. Cái lỗ đây là người ta đã hút cốc, là người ta tìm được cái người thân của họ đó. Dạ. Ồ, cái lỗ nó sâu vậy đó. Ờ, giống như là nãy chú có nói với con là đi cẩn thận là coi chừng té cái lỗ này ha. Ờ, cái lỗ coi vậy, cỏ nó mọc chứ sâu lắm á. Dạ. À, còn sâu ở dưới nữa ha. Rất là nhiều luôn cả nhà. Mình không biết là mình có đang đi trên bên trên hay không nữa. Dạ thì thôi cả nhà, kế bên chỗ đó là chỗ nhà dân. Vẫn nghe mình nghe tiếng động á, đâm ra là mình tưởng là có gặp cái gì. Đi tiếp. Cái việc mà lên trên cái đất Quảng Ngãi này á cả nhà, thật sự phải nói là vô tình thôi, chứ mình là mình không có cố ý lên đây. Và ngay từ lúc mà bắt đầu làm YouTube đó cả nhà, thì cái mục tiêu của mình là cũng sẽ đi lên những cái vùng cao này nè để giúp đỡ bà con. Nhưng mà rồi từ cái duyên của mình dẫn mình tới cái việc mà quay tâm linh. Tuy là một người là sợ, rất là sợ về cái mảng này đó, nhưng mà mình có duyên thì biết sao bây giờ. Cả nhà, bắt đầu tới cái nơi mà thầy nhọc đó cả nhà. Đây nè, cái khúc trong mình nè, nó thầy dọc rồi là bên sau cái bụi tùm dông đó cả nhà. Bây giờ thì hiện tại là không có mở đèn được, với lại không có thể nào nói to được, vì thầy rất là sợ người, rất là sợ người luôn cả nhà. Đó, sao coi sáng sáng trong đó rồi ta.
Bây giờ mà thấy được cái gì trong đó mình cũng không có dám mua đèn nữa nha. Tại vì lỡ như mình thấy được thầy đó, rồi mình rọi đèn vô thì thấy chạy nữa. Đây là video để chứng minh luôn là thầy có dạy vào ban đêm hay không. Đi cả nhà. Những lúc như thế này thì Vũ sẽ hạn chế mà cái việc mà nói chuyện nha, cả nhà thông cảm cho Vũ nha. Và Vũ không có thể nào nói chuyện to được đó cả nhà. Cái chỗ này thì giờ sáng Vũ có quay rồi, là đây là cái nơi mà thầy để đồ của cả nhà. Khúc này thì nó dốc và rất là khó đi, nên hôm nay là cái việc mà không có đèn pin đó thì mình không có thể mà di chuyển nhanh được. Thôi, tiếp tục đi thôi nha. Anh sợ, chú sợ không? Sợ sao? Chú ở địa phương nơi này mà vì ở địa phương nơi này mà không ơi giống vô hết. Vẫn chưa nghe cái tiếng gì cả nhà. Có gì đó. Mở đèn lên sợ thầy chạy. Vô luôn ha. Thôi cứ đi vô. Chú ở thằng đó á. Đi theo cái đường mòn nghe. Gốc cây. Thầy đâu? Trong này. Đâu? Bây giờ lộ bên đi. Đó. Có tiếng của nhà, có tiếng nha. Ở đây nè, ở đây nè. Đây, chú. Phải không? Đúng rồi. Thầy ơi. Thầy nói chuyện con xíu được không thầy? Trời ơi, sao nằm ngủ giữa cái mã vậy ta? Giờ ngủ. À, giờ ngủ nghe. Ngủ. Dạ. Thầy nói chuyện con xíu được không thầy? Ủa, hôm nay thầy không về học hả thầy? Thầy cũng nói những gì không ta? Ủa hôm nay thầy không về học hả thầy? Mũi ha. Dạ. Ngủ giữa trên cái mỏ luôn. Trên cái mỏ luôn cả nhà. Ừ. Trên mỏ. Ủa hôm nay thầy không về học hả thầy? Có vẻ thầy đang ngủ cả nhà.
hết hồn luôn cả nhà, thật sự luôn ấy. Là hôm nay là thầy đi ngủ chứ thầy không có mà ngồi dạy học như là các lời mọi người kể cả nhà. Đây nè, thầy nằm đây nè, và dường như là thầy thấy mình thầy cũng hết hồn. Wow. Có vẻ như là thầy không có nói chuyện, khó nói chuyện đó cả nhà. Chú không có tiếp với người bình thường. À, là giờ là chú không thể giao tiếp người bình thường nữa luôn. Ờ, để chú ngủ đi chứ không là chú thấy người mình vô là dạ, dạ. Chú bỏ chú thôi, đi đó. Thôi để mình đi ra cả nhà. Ôi, hết hồn luôn á, thật sự luôn á. Chú ngủ giữa cái mỏ. Thôi chú ơi, chú ơi, chú ngủ đi chú ơi. Không, con, chú con không nghe mình đâu. Thì con đi ra, thôi đi, đi ra đi. Đi ra đi. Thôi ra cả nhà. Chú vô thì mình hết hồn rồi, chú cũng hết hồn theo luôn cả nhà. Thật sự là mình không nghĩ là cái là gặp chú trong tình trạng đó luôn á cả nhà. Wow, trời ơi. Cái lại trời cũng mới mưa nữa cả nhà. Chú là dường như là chú ngủ là chú không có bận cái gì hết trơn á. Nói chuyện với chú hồi nãy thì cả nhà cũng đã nghe đó, là dường như là chú không có nói chuyện một cách bình thường được. Hồi nãy là khi vô là trước khi đi vô á và bắn quay cái đợt mà đi gần đây đó cả nhà, là mình có nghe được là giọng của trẻ em nằm ngay cái khúc cái đoạn mà của chú đang nằm luôn đó nha. Thực sự là cái câu chuyện mà thầy giáo dạy học cho những vong linh, những tâm linh ở đây là người dân luôn đồn đoán là cái thầy dạy vào ban đêm như thế này nè, thầy không có thể mà giao tiếp được với người, thầy rất là sợ người. Và công nhận khi mà hồi nãy á, là bước vô á, là khi đó chắc thầy vẫn đang ngủ say cả nhà, thầy chưa có biết mình với lại chú đi vô, nên năm ra là thầy vẫn nằm im luôn. Lúc mình phát hiện ra thầy đó cả nhà, thầy giật mình hoảng hốt, kiểu như là mình hỏi là sao thầy lại ngủ ở giữa mãi thế này, thì thầy lại kêu mũi thôi, là không có bất cứ một cái tiếng gì khác hay là thầy nói được thêm cái tiếng gì nữa cả nhà. Oh, thực sự là lúc trước khi vô là mẹ cũng có nói rồi, là mình nghe thấy tiếng của trẻ em rất là rõ luôn, và khi đó là cái máy quay của mình bị chọc chặt cả nhà đó. Và người dân ở đây đã từng thấy thầy và đã từng rình và xem thầy, tại vì mình á, mình không có phải là chỉ đi mà không có tìm hiểu trước câu chuyện cả nhà. Là thầy có dạy học có thể là sau 12 giờ cũng hoặc có thể là 6 cho tới 7 giờ tối đó, khoảng thời gian đó, đúng không chú? Đúng rồi chú. Hai dạ về ban đêm, nhưng mà chú dạ cho người qua âm không à? Dạ, là khoảng thời gian đó ha, từ tầm 6 giờ tới 8 giờ. Hoặc là chú dạ xăng à chú nghỉ à, cũng y như vậy. Y như là các thầy giáo bình thường vậy đó nha. Đó là dạy xong rồi nghỉ ngơi, là hình như là mình vô đúng cái lúc mà chú đang nghỉ ngơi cả nhà. Thực sự là mình không có biết rằng về cái việc mà chú sẽ dạy lúc mấy giờ hay là chú sẽ nghỉ lúc mấy giờ, nên mình đi vô mình hết hồn. Thực sự là mình cũng thấy có lỗi vì đã làm phiền thầy cái thời gian mà thầy nghỉ như thế này. Là thầy á, thứ nhất là có hai điểm này nè cả nhà. Thứ nhất là mình chưa có thấy được là thầy dạy học cho ma, là những cái việc này á, chỉ là lời đồn thôi cả nhà đó. Vì thứ hai là mình chắc chắn là thầy bị vấn đề về thần kinh. Và không biết chú có biết là cái gia đình hay là nguồn gốc của thầy ở đâu không chú? Chú là hồi xưa đó, là chú ở địa phương này. Địa phương này luôn ha. Chú và học sinh giỏi lắm. Dạ. Và học sinh rất là giỏi. Dù thời gian sâu rồi không biết chú có biết nhiều, nhưng mà sau mười mấy năm nay thì chú ra cái địa chú ở mà dạ, chú là... già học sinh á. Dạ. Chú già học sinh á là có nghĩa là chú già có nhiều người thấy luôn. Nào, rất là nhiều người thấy rồi. Nhiều người thấy là cái kiểu như mà
có nhiều anh em có đụ với nhau rồi giỡn cợt với nhau đó. Dạ. À, nó kêu vốn ra ông thầy kia ông già có âm không? Thì là có chú một... trong đó những người đó là chú có một những người đó không chú? À, chú kia chưa? Chú thì cũng khi căn một cái đốm đó, nhưng mà thật sự chú chỉ nhìn thôi, còn dạ. Chỉ nhìn thì sao thôi, còn nhiều người á tới nhìn tới gần này có một người rất là kiểu như có người đó là có một con chú đó là không kiểu như kêu gọi là ta kêu kêu gọi cái gì người kiểu như cái hồn cái vía nó nhẹ à, cho thấy bị nhẹ mình nhẹ vía là yếu bóng vía đó cả nhà, như miền Nam mình gọi là yếu bóng vía. Ồ, là thấy là thầy đang ngồi dạy học cho toàn những vong linh thôi. Đúng rồi, thấy một người tóc già đứng gần bên chú. À, là có thêm người tóc già nữa chú. Đứng gần người phụ nữ gần bên chú với một dưới đó một trẻ em mà chú viết bỏ ngang, chú lồng có bỏ, chú viết bỏ luôn. À, là cũng y chang người đang học bình thường ha. Đúng rồi, mà chú dạc là có giờ ngang, chú dạc theo giờ ngang. Cũng giống như các thầy giáo mà dạy theo ca, theo tiết đó cả nhà. Đó. Chú bây giờ chú thấy người rồi chú sợ. Ồ. Thấy người người như mình nè. Dạ. Chú sợ. Ví dụ cho ăn chú là chú gần tới, thấy chú đi từ xa. Chú đi từ xa tới, là biết chú rồi á, rồi bỏ đồ ăn trước á, dạ. Rồi tự chú tới chú lấy. Cả nhà thông cảm cho cái việc mà Vũ đứng gãi thế này nha cả nhà. Tại vì sắp ngủ, cái thời gian 9 giờ mấy là cũng sắp đi về đi ngủ đi, mai chuẩn bị ấy cả nhà. Nên năm ra là mình không có bận quần dài được, mình bận cái bộ đồ này, cả nhà thông cảm cho mình nha. Thì chú là, cho đồ ăn chú hồi nãy chú nói rồi, bỏ từ xa tới chú lượm. Thì lượm xong chú chạy vô trong cái chồng. Bỏ ngoài đường cái chú thì chú giờ bị thấy mà chú lồm ngang nắp lắm. Kiểu như làm phàn ấy, dọn như chú có nghĩa là phàn này của á. À, chia ra những gì chia cho học sinh ha. À, chia học sinh á. Có nghĩa là không có chạy được đúng không? Trong chú nãy gặp chú mà ở ngoài đường chú chạy rồi, mà chạy rất là nhanh, mà chú chạy chú lủi cân bụi không à. Dạ. Ý là có nghĩa là chú chạy vô bụi, chạy làm sao mà kiểu như cho người ta không thấy chú ấy. Dạ, con nói với nhà. Thì theo mình nha, mình tìm hiểu về tâm linh cũng rất là nhiều. Đây cũng được gọi là một trường hợp về tâm linh. Hoặc một cách khác là chú bị vấn đề về thần kinh. Là có hai trường hợp để mình giải thích theo khoa học, giải thích theo y học hiện tại là chú, mình thấy chú có biểu hiện của thần kinh cả nhà. Chú vẫn nói chuyện giống như là chú có phát âm ra từ mũi là chắc chắn là 100% là chú nói được cái tiếng của mình. Là tiếng Việt á, tiếng kinh đó cả nhà. Đó. Thứ hai nữa là chú nói một ngôn ngữ lạ lắm cả nhà. Rất là lạ luôn, Vũ nghe Vũ không có hiểu, có thể là tiếng của nước khác hoặc có thể là tiếng của người âm. Thì cái này là video này là Vũ không có làm với mục đích là tuyên truyền hay gì hết. Là mục đích Vũ làm video này để sáng tỏ cái việc một thầy giáo dạy học vào ban đêm cho những vong linh, và đặc biệt hơn là có người từng thấy là một cô gái bằng áo dài trắng đứng cùng với chú đang dạy học với cả đám học sinh như vậy, một đám nhỏ như cái nhà ông thấy đó. Cái nghĩa trang như thế này nè, càng nói càng nổi da gà. Cái nghĩa trang như thế này á, là có rất chắc chắn 100% là có rất nhiều những ngôi mộ những người mất khi còn rất là nhỏ. Nên cái việc mà một người bình thường đi, ví dụ một người bình thường nè, cả nhà cũng dám mà ngủ vào ban đêm như nơi thế này hay không? Và chưa kể đây là một nơi dường như đa số là mã mồ, ở đây là không có thương nhân, không có người thân. Chắc chắn là một nơi như vậy là âm khí nó tụ rất là nhiều cả nhà. Tại vì không có nhang khói, không có nhang khói đầy đủ. Nên năm ra là cái hơi ấm của cái việc mà nhang đốt lên á, nó dường như là không có. Mà trời thì cả nhà cũng biết rồi đó, khi mà một khi cái xác người mất á, nó sẽ lạnh, không còn một chút ấm nữa. Nó đỡ một xíu, dù mà đỡ một chút xíu là có nhang cắm lên thì nó ít ra nó vẫn có lửa, vẫn tạo hơi ấm cho những nơi như thế này, những nơi nghĩa trang như ở nghĩa trang mà Vũ từng đi vào á, thì vẫn có người tới thắp nhang, nơi đó vẫn còn hơi ấm, thì nó sẽ khác với cái nơi này. Nội nghĩa trang bình thường không, mình đã không dám nghỉ ngơi rồi, như một nghĩa trang như thế này đấy đó. Cứ nghĩ tới cái việc mà cả nhà mình ngủ ở đây đi, thì mọi người nghĩ như thế nào? Phải nói là trên cái vùng núi, vùng cao nguyên như thế này cả nhà, Vũ cũng từng nói là đây là một trong những nơi mà Vũ đặt mục tiêu
tới đây để giúp đỡ cho những bà con. Thì trong thời gian tới có thể là đây là một cái duyên đối với Vũ rồi, nên Vũ sẽ tìm hiểu về những phong tục. Ở những video sau có rất là nhiều phong tục hay cả nhà, như là phong tục chi của, hay là càng đi lên cao trên khúc, trên bản đồ, trên cùng bản đồ của Việt Nam là có rất là nhiều những phong tục, những dân tộc thiểu số dường như là có mấy chục người thôi. Và điển hình nói như là cái ngôi làng ở trong phim Làng Địa Ngục đó cả nhà. Đó là ngôi làng nó nằm ở sâu bên trong, sâu bên trong của một ngôi rừng. Dường như là cái nơi đó là người dân á thường ít tiếp xúc với bên ngoài đó cả nhà. Đó, thì Vũ sẽ làm những video trong cái thời gian này á, thì Vũ sẽ làm những cái video về vùng đất ở miền Trung và những câu chuyện trở thành vai thoại ở miền Trung mình, và những câu chuyện phải nói là gọi là sao ta, những câu chuyện đô thị mà được truyền từ đời này sang đời khác của miền Trung mình. Thì cả nhà, thì Vũ mong cả nhà mình đồng hành cùng Vũ trong chuyến đi khó khăn này. Tới đây thì thôi, chắc Vũ xin phép khép lại video tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video tiếp theo. Nếu như cả nhà mình thấy hay, hãy cho Vũ xin một like, một share, một subscribe. Còn nếu như cả nhà mình mà thấy Vũ có còn sai sót gì á, thì cả nhà có thể đóng góp ý kiến bên dưới phần bình luận cho Vũ nha. Dạ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video tiếp theo ạ.